Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, thành viên ở cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Vâng, như đã hẹn ở tuần trước thì hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong số cuối cùng, số thứ 8 ở trong chuỗi các mini game kỷ niệm cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính tròn 1 tuổi. Đầu tiên, vâng, trước khi đến với phần mà chúng ta nhắc lại các cái dữ kiện của cổ phiếu may mắn tuần này, thì Nam xin phép được thay mặt cho ban tổ chức của chương trình gửi đến tất cả quý vị anh chị, những người đã đồng hành cùng với minigame trong suốt thời gian vừa qua, những lời cảm ơn rất sâu sắc. Chúng ta đã cùng nhau tạo ra những hoạt động tương tác, những đầy ý nghĩa, giúp tất cả mọi người có thể có cơ hội được rèn luyện thêm về kiến thức, cũng như là nhận về một số anh chị nhận về những cái phần quà nho nhỏ, các khóa học để giúp chúng ta có thể trau dồi thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm đầu tư. Ngoài ra, trong cái chuỗi hoạt động của chúng ta nhân dịp này thì như quý vị anh chị đã biết là chúng ta cũng có một cuộc thi quan trọng hơn và lớn hơn, đó là Hành Trình Tích Sản và Chiến Sĩ Tích Sản. Thì ban Nam cùng với ban tổ chức của chương trình đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng ở trong các cái hạng mục liên quan đến chấm điểm các bài thi, cũng như là lên kịch bản chương trình tổ chức cho cái lễ trao giải của chúng ta được dự kiến diễn ra vào tuần sau. Vâng, thì ban đầu thì ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức offline, nhưng cũng như tất cả quý vị anh chị chúng ta biết là dịch Covid-19 vẫn diễn biến tương đối phức tạp, ở không chỉ ở các tỉnh thành miền Nam mà cả ở Hà Nội cùng các tỉnh miền Bắc nữa, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức đó là online. Thì ban tổ chức của chương trình cũng đang hết sức là cố gắng để làm sao tổ chức cái chương trình đó thật là tốt nhất. Vâng, thú thực với quý anh chị cũng là các đội ngũ của Zephin thì cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc này đâu, nên là cũng sẽ cần đôi chút thời gian dài hơn nữa, và cả cái sự nỗ lực của đội ngũ nữa, để có thể là chúng ta cùng nhau tổ chức được một cái lễ trao giải làm sao cho được ý nghĩa và lan tỏa được cái tinh thần của tích sản cổ phiếu tới toàn thể cộng đồng, cũng như là rộng hơn nữa ra các anh chị em, bạn bè, người thân của chúng ta. Thì đó là cái điều mà Zephin rất là mong muốn. Vâng, thì phần chính của hôm nay cho phía Nam được quay lại, đó là chúng ta nhắc lại một chút về các dữ kiện liên quan đến cổ phiếu may mắn của tuần này. Đó là chữ cái C. Đầu tiên thì đây là một cổ phiếu tiếp tục, vâng, tiếp tục thuộc ngành xương sống. Chúng ta có thể nhớ lại, vâng, một số cái số trước đó của nền kinh tế. Đây là một cổ phiếu tiếp tục thuộc ngành xương sống của nền kinh tế, và cũng là ngành có nhiều mã cổ phiếu nhất thuộc danh mục của VN30, cũng như là danh mục tích sản của Zephin. Tiếp theo, dữ kiện thứ hai, C thì sở hữu các lợi thế cạnh tranh bền vững theo thời gian mà các đối thủ khác phải kiêng dè. Ví dụ ở đây là cái mảng kinh doanh ngoại hối, họ gần như là độc quyền một mình một ngựa đấy, trong rất nhiều năm vừa qua. Dữ kiện thứ ba, C thì sở hữu một cái hệ thống thanh toán liên ngân hàng đa phương, đa tệ ở hầu hết các tổ chức tín dụng trong nước và rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Đấy, nó là một, có thể nói thì khi mà có cái lựa chọn về mở cái tài khoản thanh toán tại nước ngoài thì đây là đơn vị được đa số chúng ta nhắc đến đầu tiên. Dữ kiện thứ tư, về tỷ lệ CASA thì nó duy trì ở rất là cao, và tỷ lệ CASA và giá, vâng, tỷ lệ CASA và giá được duy trì ở top đầu trong nhiều năm qua. Hoạt động cho vay thì lành mạnh, với bảng cân đối kế toán cũng như là tài sản thì rất là sạch, trích lập dự phòng thì luôn rất là lớn. Và dữ kiện quan trọng tiếp theo, về mặt thương hiệu thì nó là một thương hiệu rất mạnh, uy tín cả trong và ngoài nước, từng được Standard & Poor's xếp hạng ở mức khá là cao, đấy, BB trừ trên B, triển vọng ổn định và năng lực nội tại thì ở mức D. Mức này thì có thể nói nó tương đồng với cái bảng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, và xét trên bình diện rộng hơn thì là cái mức cao nhất mà của S&P xếp hạng đối với một cái định chế tài chính tại Việt Nam. Tiếp theo nữa thì về mặt nhân sự thì đây là một doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có thể nói là nổi tiếng với trình độ cao, vâng, năng lực tốt. Thì Zephin có đưa ra một sự kiện đó là minh chứng, thì là cái việc mà thi tuyển đầu vào nó rất khó, và cũng thú vị thôi, nhưng mà cũng là một cái sự kiện mà nếu như anh chị em nào đó làm ở trong cái ngành này thì chắc chắn là sẽ biết. Đương nhiên mọi người có thể có những đánh giá khác, nhưng mà với Zephin thì đánh giá là như vậy. Và
thêm một dữ kiện nữa, dữ kiện cuối cùng đó là C thì nhận được nhiều sự ưu tiên và hỗ trợ đặc biệt từ Ngân hàng Trung ương trong các dự án của chính phủ, kiểu như là các dự án lớn này về cầu đường hay là thủy điện. Đấy, thì trên đây là các cái dữ kiện về cổ phiếu C của chúng ta ngày hôm nay. Thì với các thông tin như vậy thì hãy cùng với Nam, anh chị chúng ta đi để xem là tuần vừa rồi chúng ta có bao nhiêu câu trả lời và câu trả lời thì như thế nào nhé. Tuần vừa rồi thì tuần vừa rồi thì có vẻ là cái số cuối cùng mọi người cũng đã tham gia khá nhiệt tình ở các số trước đấy rồi, và có vẻ như số này chúng ta không còn giữ được cái sự tương tác tốt như là những số đầu tiên với 160 comment. 160 comment với các đáp án như thế nào ạ? VCB, vâng. Các đáp án đầu tiên có VCB này. TCB, vâng, anh Nguyễn Tài Đức đưa ra TCB này. Vẫn rất nhiều là VCB. Có vẻ là cái sự đồng thuận của chúng ta với VCB là rất cao. Vâng, TCB. Vâng, thỉnh thoảng chúng ta có một số anh chị đưa ra câu trả lời là TCB nữa. Còn lại chủ yếu vẫn tương đối. Vâng, phần lớn rất nhiều là Vietcombank. Còn một số anh chị là Techcombank. Vâng, chúng ta xuống cuối cùng xem. Cuối cùng của chúng ta, anh Hoàng Văn Hưng cũng đưa ra là VCB. Vâng, về cơ bản thì chúng ta có thể thấy là cộng đồng của chúng ta chia ra làm hai luồng câu trả lời, đó là Vietcombank và Techcombank. Cũng như các số gần đây thôi, cái tỷ lệ đồng thuận của chúng ta rất cao. Như số vừa rồi có lẽ đâu đấy khoảng 99%, hơn 99%. Thì hôm nay thì với chữ cái C và các dữ kiện như vậy thì thay mặt cho AZFIN, cho ban tổ chức thì Nam cũng xin công bố mã cổ phiếu của tuần này chính là VCB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Vâng, cũng rất là khó có thể đưa ra được một câu trả lời khác với những dữ kiện như thế này. Chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu câu trả lời chính xác là Vietcombank nhé. VCB ạ. Chúng ta có 144 trên 160 câu trả lời. Trong đó thì có 1-2 comment của admin và một số anh chị có trả lời thêm Vietcombank. Tỷ lệ gần như là khoảng 90%. Còn Techcombank là 15 trên 160. Vâng, nó gần 10%. Như vậy là có hơn 90% anh chị trả lời là vâng, là Vietcombank. Và khoảng gần 10% chúng ta trả lời là Techcombank. Ok, vậy là chúng ta đã tìm được đưa ra được cái cổ phiếu may mắn của tuần này, đó là VCB của Ngân hàng Vietcombank. Vậy thì ở phần tiếp theo như các số khác, chúng ta sẽ cùng nhau đi quay số nhé, để có thể tìm được chủ nhân của con số may mắn của tuần này là con số nào. Như thường lệ chúng ta sẽ xét con số nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 999 và bắt đầu quay. Con số đầu tiên là 841. Tuần này chúng ta có ít câu trả lời hơn, do vậy mà khả năng xác suất để trúng ở trong những lần quay đầu tiên là thấp hơn rất nhiều so với các tuần trước. Không có ai. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng cái luật của tuần trước, đó là nếu như ba chữ số không có thì chúng ta sẽ tìm anh chị đưa ra câu trả lời chính xác nhất, gần nhất và sớm nhất với đúng với chữ số hàng trăm và hàng chục. Còn số hàng của đơn vị chúng ta sẽ lấy số gần nhất. Vâng, với 84. Vâng, 84, có thể gọi là 84X đi. Chúng ta có anh Bùi Quốc Minh với 847 về Vietcombank. Vâng, tiếp theo ạ. Vâng, chị Trang Trần 184 không được rồi ạ, số 1 ở đằng trước ạ. Và 984 ạ, 984. Chị Anna Vũ ạ, 984.
Vậy là ok, chúng ta tìm được, vâng, chúng ta tìm được chủ nhân của, đã tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác với mã cổ phiếu là VCB. Và con số may mắn nhất của tuần này gần đúng nhất với con số mà admin quay được, 847. Vâng, gần nhất với con số của admin quay được là 841 ạ. 841. Chúng ta có anh, vâng, anh Bùi Quốc Minh. Wow. Anh Bùi Quốc Minh ạ. Anh Bùi Quốc Minh ở đây anh tham gia cộng đồng thị sản cổ phiếu của chúng ta từ cách đây hơn 1 tháng vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Vâng, anh Minh mới tham gia thôi. Nhưng anh có 3 bài post ở trên cộng đồng rồi. Anh tích sản 2 tháng rồi, rất đều đặn. Vâng, anh tích sản tháng 9 này và tháng 10. Mã cổ phiếu anh, vâng, anh có thể, anh có vẻ rất thích các doanh nghiệp bán lẻ với PNG và VRE. Vâng, như vậy là thay mặt cho ban tổ chức của mini game thì Nam xin được chúc mừng anh Bùi Quốc Minh. Anh chính là chủ nhân của câu trả lời chính xác nhất với mã VCB và con số may mắn gần đúng nhất với con số mà admin quay được. Và trong thời gian sớm nhất thì admin của ban tổ chức sẽ liên hệ với anh Bùi Quốc Minh để có thể trao tặng cho mình một phần quà nho nhỏ thôi. Đó là một khóa học lộ trình để trở thành nhà đầu tư thành công, với mong muốn là sau khóa học này anh Minh có thể giúp cho anh Minh có thể hiểu được sâu sắc hơn thị trường chứng khoán là gì, nó vận hành ra sao, hiểu được cách đặt lệnh làm sao cho phù hợp với các mong muốn, các kịch bản mà mình đặt ra, và hiểu được các thuật ngữ cơ bản ở trên thị trường chứng khoán, cũng như là quan trọng nhất là giúp chúng ta có thể lựa chọn được cái danh mục đầu tư hiệu quả ngay từ khi mới bắt đầu. Thì như đã nói với, đã chia sẻ với quý anh chị như ở phần đầu của mini game, đó là hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong mini game thứ 8, mini game cuối cùng của chuỗi các mini game. Chúc mừng cho cộng đồng chúng ta tròn 1 tuổi. Xin cảm ơn, vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị anh chị đã cùng với EZFIN, cùng với ban tổ chức chúng ta ủng hộ cho mini game nói riêng và chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1 năm cộng đồng chúng ta nói chung. Và EZFIN sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa đưa ra các ý tưởng, các hoạt động hữu ích để cộng đồng chúng ta có một nơi sinh hoạt bổ ích, có giá trị, có kiến thức, có kinh nghiệm, có sự kỷ luật và có sự hỗ trợ lẫn nhau để cùng xây dựng cộng đồng tích sản cổ phiếu thật bền vững, hướng tới sự tự do tài chính cho tất cả anh chị em trong cộng đồng. Hẹn gặp lại quý anh chị ở trong cái buổi lễ trao giải cho cuộc thi Hành Trình Tích Sản và Chiến Sĩ Tích Sản mà ban tổ chức đang gấp rút chuẩn bị và sẽ sớm công bố thời gian tổ chức. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị.